Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đường các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Ừ. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang trải qua một tuần hung cát đan xiên vận trình công việc khó mặt được như ý khi bạn có thể phải đương đầu với không ít khó khăn và thách thức mọi thứ vốn đang đi theo quỹ đạo mà bạn mong muốn nhưng bất chợt nảy sinh nhiều vấn đề khiến cho bạn trở nên lúng túng và không biết nên giải quyết như thế nào. Nhất là thời điểm giữa tuần với bạn tuổi tí, bạn phải đối mặt với thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn thấy mọi khó khăn như đang dồn hết lên mình thay vì trách mắng hay là đổ lỗi cho ai thì bạn nên bình tĩnh để nhìn nhận lại tình hình cho thực sự rõ ràng. Bù lại, trong tuần mới này với bạn tuổi Tý lại đang có được báo hiệu cái nguồn tài chính của bạn được ổn định, vớt vát lại chút tâm trạng cho bạn trong tuần. Tuy nhiên, tiền bạc không được rụng rỉnh, nhưng về cơ bản không phải lo nghĩ nhiều như trước nữa. Với bạn tuổi Tý có thể tập trung vào các dự án đang quản giang dở tuần trước, tránh để chúng kéo dài thêm, sẽ rất dễ xảy ra vấn đề bất trắc với bạn. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn đã có những tiến triển tốt đẹp. Một số người may mắn còn tìm được người, tìm được tình yêu của mình trong các cuộc hội họp với bạn bè. Và bạn rất hào hứng khi tham gia các cuộc giao lưu vừa để giải tỏa tâm lý, vừa mang lại cho bạn để có cơ hội kết nạp thêm bạn mới và có thể tìm được người mình thầm thương trọn nhớ. Đời sống vợ chồng của các cặp đôi trong tuần này cũng khá chi là hòa hợp nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Sửu á, cho chúng ta thấy là bạn đang có điểm báo trong tuần mới này hung vận sẽ nhịn hơn cát vận nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến con đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Sửu và bạn biết cách phát huy được sự khéo léo, thế mạnh của bản thân mình để đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng nữa. Cách khoảng thời gian giữa tuần với bạn tuổi Sửu là thời điểm công danh của bạn được tỏa sáng nhất, thậm chí bạn còn có được cơ hội thăng tín và trở thành con giáp được người lãnh đạo tin tưởng nhờ sự giúp đỡ của chính ấn và chính quan xuất hiện tương trợ cho bạn. Vào khoảng thời gian cuối tuần với bạn tuổi Sửu, đây lại là thời điểm vượng phát cho những bạn làm ăn, kinh doanh buôn bán khi bạn đang có được chính tài phù trợ. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu vẫn cần phải cảnh giác trước những kẻ tiếp cận với mình để cố tình hãm hại mình, đặc biệt là không nên quyết định về đầu tư vội vàng trong tuần khi có sự xuất hiện của kíp tài khiến cho bạn dễ bị dụ rõ và thua lõ. Tuần mới này với bạn tuổi Sửu cũng đang có sự xuất hiện của ngũ quỷ hung tinh cảnh báo cho bạn tuổi Sửu trở nên chủ quan với sức khỏe của mình, làm việc quá sức và ăn uống không điều độ khiến cho cơ thể của bạn đang xuất hiện một số dấu hiệu lao lực nhưng lại bị nhầm lẫn với các triệu chứng cảm mạo thông thường bạn tuổi Sửu nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem từ vi tuần mới này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần đang trải qua một tuần hung cát đan xiên. Cái điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của bạn tuổi dần. Vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi dần cũng đang có sự thăng trầm bất định dù ngay từ đầu tuần bạn đã có được chính quan ở bên hỗ trợ bảo vệ cho bạn. Nhưng khi các thần này biến mất thì thương quan lại xuất hiện gây rối khiến cho những kẻ tiểu nhân rục rịch tìm cơ hội để hạ bệ bạn. Trong tuần mới này, quân đường tài lộc của bạn tuổi dần khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần. Chẳng những chính tài mà cả thiên tài cùng góp mặt báo hiệu cho bạn rằng không chỉ đối với những bạn làm công ăn lương mà cả những bạn kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều cơ may trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình quan về phương diện tình cảm của bạn từ dần trong tuần mới này cái chuyện tình cảm của bạn được sao thái âm là cát tinh trợ mệnh cho nên bạn sẽ gặp được nhiều may mắn hơn đặc biệt là đối với những bạn nữ sẽ dễ dàng tìm thấy được một nửa của đời mình cái chuyện tình yêu phát triển một cách nhanh chóng ngoài mong đợi nữa còn đối với các cặp đôi đã hiểu rõ tình cảm của đối phương và không thấy có gì khúc mắc trong chuyện tình yêu lứa đôi giữa hai người những hiểu lầm đã được tháo gỡ tuy vẫn có những lúc bạn cảm thấy hơi hoang mang nhưng niềm tin mà người ấy tạo dựng ở trong lòng bạn khiến cho bạn quyết định tin vào tình yêu của cả hai nữa rồi Từ vi tuần mới của bạn tuổi mão từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong tuần này, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nếu như có một tuần làm việc hiệu quả thì bạn hãy tranh thủ giải quyết những công việc quan trọng việc gấp cần phải được ưu tiên ngay vào đầu tuần để tranh thủ cơ may khi đang có được chính quan hỗ trợ chia chở cho bạn. Trong tuần này với bạn tuổi Mão rất có thể sẽ gặp phải một số vấn đề rắc rối do thiên quan xuất hiện gây ra. Tuy nhiên do ảnh hưởng này không quá lớn cho nên bạn mệnh tuổi Mão không cần phải quá lo lắng. Chỉ cần bạn cố gắng hết sức làm việc và dùng thực tế để chứng minh giá trị của bản thân mình là được. Còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi mão trong tuần mới này, con đường tài lộc của bạn ở thời điểm giữa tuần khá ổn, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi mão rất có thể sẽ đạt được những nguồn thu khá lớn vào trong tuần. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi bản mệnh phải hy sinh thời gian riêng tư của những sở thích cá nhân, không được rảnh rang như bình thường nữa. Và trong tuần này với bà tuổi mão lại đang gặp sao dịch mạ chiếu mệnh. Cái điều này có thể gây ra không ít sóng gió trong chuyện tình cảm của các cặp đôi. Xa mặt cách lòng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và lúc đó chỉ có thể xem tình cảm và niềm tin của hai lớn như thế nào. Đến đâu có đủ vững vàng để vượt qua những khó khăn, thử thách do khoảng cách và thời gian đặt ra trước mặt hay là không mà thôi. tử vi tuần mới của bà tuổi thìn từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là ngay những ngày đầu tuần thật sự là không được như ý muốn khi bạn tuổi thìn đang gặp tỷ kim chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn luôn cảm thấy bất an tuy nhiên với bạn tuổi thìn đừng có lo lắng vì mọi vấn đề sẽ giải quyết một cách ổn thỏa chỉ cần bạn giữ được bình tĩnh thì sẽ nhanh chóng tìm ra được vấn đề phát sinh ở đâu từ đâu và có cách giải quyết ổn thỏa mà thôi từ giữa tuần trở đi với bạn tuổi thìn ạ đây là thời điểm mà bạn nên triển khai những công việc quan trọng bởi lúc đó bạn đang gặp được chính ấn xuất hiện sẽ chia chở cho bạn, giảm bớt được những xui xẻo mà bạn mệnh có thể gặp phải ở đầu tuần. Bạn mệnh tuổi thìn cũng có đủ được sự tự tin để thực hiện những dự định của mình. Dù ai nói ra nói vào như thế nào, bạn vẫn giữ được lập trường của mình thì rất tốt về tình hình tài chính của bạn tuổi thìn trong tuần mới này lại không thực sự được suôn sẻ cho lắm nếu như may mắn thì phải đợi tới cuối tuần tài lộc của bạn mới có khả năng khởi sắc hơn một chút tiền bạc không phải quá mức yếu lia nhưng có tiền trong tay cũng khó mà giữ được dài lâu thời điểm giữa tuần hung vận khá lớn với bạn tuổi thìn cũng cần phải chú ý đề phòng tốt nhất là không nên quyết định các vấn đề quan trọng về tài chính trong thời điểm này Bù lại, trong tuần mới này với bạn tuổi thìn lại đang gặp được sao Thái Dương dẫn đường trị lối, giúp cho bạn tuổi thìn đang có được nhân duyên khá tốt. Đối với những bạn đang quản độc thân thì nên mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình, không nên dành quá nhiều thời gian cho thế giới riêng. Bạn hãy để cho mọi người xung quanh có cơ hội hiểu rõ hơn về con người của bạn nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang trải qua một tuần có báo hiệu cắt vận nhịn hơn hạn hung vận tuần mới này bạn tuổi tỵ đúng là khiến cho người khác phải ganh tị với bạn bạn khởi động mọi việc khá chi là tích cực nhiều điều kiện để cho bạn có được cơ hội để thành công trong việc hoàn thành các kế hoạch mà mình đã vạch ra trong tuần này công việc của bạn thủ tỵ đạt được những bước phát triển vượt trội sau những cố gắng không ngừng nghỉ của bạn và bạn thủ tỵ đang có được cả thiên ấn và chính ấn trợ mệnh bản mệnh không để cho mình bị búa buộc bởi những quy định cứng nhắc mà dám đứng ra đội mới tuy có mạo hiểm nhưng nếu như thành công sẽ mang tới nguồn lợi khổng lồ cho bạn nữa không những vậy, trong tuần mới này với bà tuổi tỵ lại đang có được chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, nâng đỡ, báo hiệu cho bạn rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả những bạn kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc về cho mình. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi Tỵ lại đang có sao thái tuế xuất hiện cái thời điểm này, làm cho bạn đang có điểm báo, sẽ có sự tai nạn bất ngờ. Vì thế bạn mạnh tuổi Tỵ nhớ là cần phải hết sức cẩn thận khi di chuyển, nhất là đi đường dài. Chớ nên đi lúc buồn ngủ hoặc là lúc uống rượu bia. Ngoài ra, với bạn tuổi Tỵ cũng cần phải lưu ý chăm sóc sức khỏe cho mình, cho thật tốt. từ vi tuần mới của bạn tử ngọ từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tử ngọ đang có được báo hiệu bạn trải qua một tuần gặp rất nhiều điều đáng mong chờ sẽ đến với bạn. Với bạn tử ngọ đang có được những tin vui tới tấp bất ngờ, đó có thể là việc liên quan tới công việc tài chính, sự nghiệp, giúp cho bạn tuổi ngọ tràn đầy năng lượng, hứng khởi và thêm phần yêu đời. Đời sống cá nhân của bạn lúc này trở nên êm ấm, in ổn hơn trước đây rất nhiều. Bên cạnh đó, trong tuần mới này với bạn tuổi ngọ lại đang có được chính tài chiếu mệnh, nâng đỡ, giúp cho bạn tuổi ngọ dễ dàng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ về tài lộc và bạn có thể tìm được những cơ hội hợp tác, đầu tư vô cùng là hứa hẹn trong tương lai. Bạn cũng hãy tự tin để nắm bắt lấy cơ hội đang ở ngay trước mắt mình. Đừng có chần chừ do dự quá lâu để cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Trong tuần mới này, với bạn tử ngọ lại đang gặp sao Bách Việt chiếu mệnh, chủ về đào hoa, mang tới cho bạn có được nhiều cơ hội để yêu thương, đặc biệt là cho những bạn đang quản độc thân. Xong, có lẽ là do chính bản thân của bạn cũng không xác định được điều mà trái tim mình mong muốn, không thể nói rõ được ai mới là người khiến cho trái tim của mình rung động, cho nên bạn vẫn cứ cảm thấy cô đơn. Bên cạnh đó, trong tuần này với bạn tuổi ngọ đang gặp đảo hoa vượng, nhưng chưa hẳn đã là điều tốt với bạn, bởi chúng gây ra nhiều phiền nhiễu cho những cặp vợ chồng trong thời gian giận dỗi, xa cách. Lúc này, nguy cơ có người thứ ba xuất hiện là rất cao, vì vậy với bạn tử ngọ nên khéo léo hơn trong cách xử lý vấn đề. Từ vi tuổi mùi tuần mới từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021 xem tử vi tuần mới này với bà tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong tuần đang có sao thiên cậu chiếu mệnh chỉ ra rằng bà tuổi mùi dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả vì vậy với bà tuổi mùi đang có công việc to lớn bận rộn đến thế nào đi chăng nữa nếu như thấy cơ thể đang có dấu hiệu cảnh báo thì bạn cũng nên gác lại công việc dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn vào khoảng thời gian đầu tuần với bạn tuổi mùi gặp phải nhiều vấn đề trong công việc do chịu ảnh hưởng xấu của tỵ kim xuất hiện gây ra vì vậy bạn tuổi mùi cần phải tránh va chạm với cấp trên và đồng nghiệp xung quanh mình tuy nhiên càng về cuối tuần thì công việc của bạn lại tiến triển một cách thuận lợi hơn nhiều thậm chí có được cơ hội để thể hiện năng lực của mình nữa không những vậy Kiếp tài xuất hiện ở đầu tuần cũng nhắc nhở bạn tuổi mùi cũng cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao. Có thể đồng nghiệp, anh em mà bạn tin tưởng sẽ trở mặt gây ra những rắc rối bất ngờ. Bạn tuổi mùi cũng cần phải hết sức giữ bình tĩnh, không nên nóng vội nói lời tổn thương tới những người vô tội. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn Lúc này, bạn tuổi mùi cũng đang có dấu hiệu đi xuống, thái độ mập mờ của đối phương khiến cho bạn trong tâm trạng hoang mang và bất an. Bạn cần phải bình tĩnh, đừng có để cho những suy đoán chủ quan hiện tại gây tổn thương tới tình cảm của hai người. Từ vi tuần mới của bạn tuổi thân, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021, xem vận trình tuần mới này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân bước sang tuần mới này đang gặp thương quan và tị kim cùng xuất hiện cái điều này khiến cho vận trình công việc của bạn khó mà phát triển như ý muốn có những tác động từ bên ngoài khiến cho bà tuổi thân không không thể nào tập trung vào công việc và đó là lý do công việc của bạn bị trì trệ và dậm chân tại chỗ lại thêm trong tuần mới này với bạn tuổi thân đang gặp kíp tài gây rối cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn vì thế mà cũng không được mấy sáng sủa với những kế hoạch về tài chính của bạn đưa ra chưa chắc đã đem lại kết quả khả quan như mong muốn có vẻ như bạn phải thay đổi một vài dự định để cho phù hợp với hoàn cảnh hơn thì mới có thể cho bạn nguồn thu nhập được và với bạn tuổi thân, trong tuần mới này, thậm chí có những người vì tham cái lợi trước mắt, dễ dàng tin lời lừa gạt của những kẻ xấu mà đem tiền bạc tiêu tán mất. Tiền mà mồ hôi nước mắt vất vả mới kiếm được, đừng có để cho công sức của bản thân mình trở thành công giả tràng. Và trong tuần mới này với bạn tuổi thân lại đang gặp được sao thiên đức chiếu mệnh là cát tinh nhập cục, chính là vị cứu tinh của bạn trong tuần. Nhờ có cắt tinh này mà bạn gạt bớt được những mưu đỏ của kẻ tiểu nhân mà bản mệnh mới có thể đối phó được phần nào. Bạn nhanh chóng tỉnh ngộ để không lâm vào cảnh quay đầu không nổi. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Dậu ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu bước sang tuần mới đang gặp thương quan xuất hiện ngay từ đầu tuần và cái điều này khiến cho bạn tuổi dậu có thể mắc phải nhiều sai sót không đáng có do mãi luôn những chuyện ngoài lề sự phân tâm này khiến cho bạn không đủ tinh thần tập trung vào công việc mà mình đang làm nữa và với bạn tuổi dậu bước sang tuần mới này đang có cảm giác gặp khó khăn vô cùng thậm chí có lúc bạn muốn bỏ cuộc nhưng may mắn, bạn đã tìm lại được sự tự tin và nhanh chóng đứng lên được để tiếp tục chiến đấu. Với những ngày tháng tiếp theo trong tuần, chỉ cần bạn cố gắng sắp xếp lại thời gian làm việc sao cho hợp lý, thì khó khăn nào rồi với bạn tự dậu cũng sẽ vượt qua được. Về phương diện tài lộc của bạn tự dậu trong tuần mới này, cái nguồn tài lộc của bạn có phần ảm đạm khi bạn đang gặp kíp tài ngáng trở tiền bạc làm chưa thấy đâu mà chỉ toàn là chuyện làm cho mất tiền tổn hao về tài lộc Bán mệnh tuổi dậu cũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong cái khoảng thời gian này tránh làm những việc bốc đồng sốc nổi gây ra thiệt hại về tài chính tiền bạc trong tuần này với bạn tuổi dậu lại đang gặp bạch hổ là hung tinh xuất hiện làm cho con đường tình duyên của bạn mệnh cũng không được thuận lợi cho lắm điều này có thể ảnh hưởng tới tinh thần của bạn mệnh khiến cho bạn tuổi dậu cảm thấy mệt mỏi và dễ sinh ra nhiều bệnh nữa Từ vi tuần mới của bạn tuổi tốt, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021, xem từ vi tuần mới này với bạn tuổi tuốt cho chúng ta thấy là bước sang tuần mới bạn tuổi tuất đang gặp tỷ kim và kíp tài cùng xuất hiện ngay từ đầu tuần nhắc nhở bạn tuổi tuất nên suy nghĩ linh hoạt hơn đừng có quá cứng nhắc kẻo bạn lại tự làm khó bản thân mình có chính kiến là tốt nhưng đừng có vì thế mà không nghe lời khuyên can của mọi người và tới lúc tiền mất tật mang thì khó bẻ kêu ai và với bạn tuổi Tuất bước sang tuần mới này, họa thị phi cũng có thể ập đến bất cứ lúc nào và cái điều này là do ảnh hưởng của hung tinh thiên quan gây ra. Bạn tuổi Tuất chẳng làm gì, cũng có kẻ xấu đặt điều nói chuyện chẳng đúng sự thực để phá hoại uy tín của bạn, vô tình khiến cho bạn mệnh tuổi Tuất không đạt được vị trí mà mình mong muốn. Với bạn tuổi Tuất, đầu tuần thì gặp kiếp tài chiếu mệnh, bạn cũng cần phải chú ý hơn trong cách chi tiêu về tiền bạc. Đừng có tiêu xài một cách hoang phí quá mức bởi điều đó có thể khiến cho công sức của bạn bấy lâu nay trở thành mây khối. Cuối tuần, tài lộc sẽ vượng hơn một chút và bạn tự tốt cũng cần phải nỗ lực thật nhiều để tăng thêm nguồn thu nhập dư dã về tài chính, tiền bạc cho mình. Trong tuần mới này, bạn tuổi Tuất lại đang có được cát tinh trợ mệnh, cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy không vì công việc bận rộn mà ảnh hưởng. Ngược lại, dường như mối quan hệ của bạn càng ngày càng thêm phần thắm thiết hơn. Bạn tuổi Tuất đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân thì có thể thông qua các mối quan hệ trong công việc mà tìm thấy được người có thể chung bước cùng với mình trên chặng đường sắp tới Từ vi tuần mới của bạn tuổi hợi từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang có được báo hiệu bạn trải qua một tuần khá chi là ổn định thậm chí có thể đem đến thành công trong công việc nếu như bạn thể hiện được sự sáng tạo và khả năng gắn kết tập thể bạn mệnh tuổi hợi biết cách hợp tác làm việc hiệu quả với đồng nghiệp cho nên đôi bên đạt được hiệu suất rất tốt. Và với bạn tuổi Hợi bước sang tuần mới ngay từ đầu tuần tài vận của bạn có được sự suôn sẻ hanh thông. Bạn mệnh đang có được thực thần trợ mệnh, có cơ hội kiếm tiền liền nắm lấy trong tay, không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền làm giàu cho bản thân mình. Tuy nhiên tới cuối tuần vận trình lại đảo ngược. Bạn tuổi Hợi cần phải thận trọng trong các vấn đề liên quan về tiền bạc kéo lại, đánh mất đi những gì mà mình có trong tay. Và thời điểm này với bạn tuổi hợi lại đang gặp đại hao là hung tinh xuất hiện, rình rập, có thể có những vấn đề ngoài dự kiến phát sinh khiến cho mọi chuyện đi theo chiều hướng mà bạn tuổi hợi không thể nào quyết định được. Những khi ấy bạn mệnh tuổi hợi cần phải bình tĩnh và sáng suốt thì mới không đưa ra những quyết định sai lầm. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tuần mới này, con đường tình cảm của bạn lại đang có được nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những hiểu lầm trước đây đã được cho qua, đồng thời chúng lại là chất xúc tác để cho hai người hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Nhiều cặp đôi có thể bản tính tới chuyện cưới xin và cố quân trong thời gian này nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.